Hello, xin chào các bạn. Mình đi hay có dưa siêu to nhá, khổng lồ luôn. Đây các bạn. Hãy bi đi. Đây, xin mọi người quay, nhìn quay cho các bạn. Dưa hấu rất là to. Hai đi. Dưa hấu rất là nhiều. Đấy, quả đấy, hai quả. Để cho đo đây. Một cái vùng broken hả? Nhìn, ta thổi nhìn. Vẹ ta thổi nè. Ừ, ở đây là phong cảnh rất là đẹp này. Mình quay cho các bạn xem nha. Đấy. Hai đứa mới quá rồi. Buồn quá rồi. Buồn quá, bị được được mới quá. Hai. Hai. Ừ. Đi, hình đi. Để anh cầm một cái nha. Đấy. Đây, rửa, đưa rửa đây. Đấy, đi trước đi. Đấy, em mình khi không nói. Đấy.
Dưa hấu đây. Đây, lúa rất là đẹp đây. Bên kia là chưa làm cỏ đây. À, mọi người đang xem. Bên đây là làm xong rồi, nó sạch hơn. Còn bên đây nữa, chưa làm cỏ. Mai mốt là đi đòi con để làm tiếp. Đấy. Ở đây là phong cách, ở đây là rất là đẹp này. Mình quay cho các bạn xem. Bên này là hay tối tối ở đây. Đủ tối. Em ơi, hai con có ai dừa hấu đi. Mình ngò tìm cái to 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 chút đấy. Đấy, đấy, em anh quay cho mọi người xem em mình hai quả dừa hấu rất là siêu to. Đâu? Đâu? Đấy, được, hai đi. Không. Đây. Thì con. Đấy. Bi. Đi. Mình tục là mình tục tao tội với mẹ ơ hả tội ẩn mẹ tao tội mình tục là mẹ tao tội mình đi ơ đi mình được hai dừa đây. Hai đi. Chào mừng các bạn nha. Hôm nay mình quay dừng lại ở đây. Nếu hai like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha. Đây, chờ đón này. Đi. Về thôi. Về thôi.